Xin chào tất cả các bạn. Và hiện tại mình nhận khá nhiều câu hỏi về việc khi sử dụng USB cắm vào dây rửa thang thì vẫn sử dụng hotkey và lá trắc bình thường, nhưng khi sang rửa spa thì trắc đó nó không có hiển thị được cái hotkey. Thì vấn đề đầu tiên do cái trắc đó nó bị duplicate trong nhiều playlist của chúng ta và được cài đặt nhiều hotkey, dẫn đến việc bass section nó không hiển thị được hotkey, thậm chí là bị mất cả hotkey. Thì chúng ta cần kiểm tra lại trắc đó của chúng ta hoặc analyze nó lại ở trên Realbox 6. Thứ hai là khi setting chúng ta chưa có bật cái autoload hotkey thì chúng ta kiểm tra trực tiếp ở trên cái con RS3 ở phần menu, nhấn giữ nút menu để hiển thị mục tiện ích, sau đó xoay xuống phần hotkey autoload để kiểm tra xem nó được mở hay chưa. Hoặc ở trên giao diện Realbox chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách vào phần setting. Ở một DJ system, phần hotkey chúng ta sẽ kiểm tra là hotkey autoload đã được kích hoạt hay chưa. Và trong cái thiết bị của chúng ta sẽ qua phần máy setting. Sau đó kiểm tra một hotkey autoload của chúng ta đã được bật hay chưa. Và nếu có thắc mắc gì thêm thì các bạn hãy để lại câu hỏi ở phần bình luận. Và đừng quên follow TikTok của Binary DJ Việt Nam để có thể theo dõi thêm nhiều clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại.